Trận chung kết AFC Asian Cup 2000 diễn ra vào ngày 29 tháng 10 năm 2000 trên sân vận động Sport City tại thủ đô Beirut của Liban. Nhật Bản đã đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, trong trận đấu có 47.400 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động Sport City được bắt đầu xây dựng năm 1955 và mở cửa vào năm 1957. Sân vận động đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh với Israel năm 1982. Năm 1997, sân vận động được xây dựng lại với kinh phí 100 triệu đô la Mỹ, trong đó 25% kinh phí đến từ sự hỗ trợ tài chính từ Saudi Arabia và Kuwait. Sau khi hoàn thành, sân vận động có khán đài chia làm 3 tầng với đèn pha mới và mái che trên khán đài chính. Sức chứa của sân vận động Sport City là 49.500 khán giả. Cấu trúc này có khả năng chịu được các trận động đất lên tới 8,6 độ trên thang Richter. Hiện tại tên gọi chính thức của sân vận động này là Camille Chamau Sport City. Trận chung kết AFC Asian Cup 2004 diễn ra vào ngày 7 tháng 8 năm 2004 trên sân vận động công nhân tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-1, trong trận đấu có 62.000 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động công nhân Bắc Kinh được bắt đầu xây dựng vào ngày 5 tháng 9 năm 1958 và chính thức hoàn thành vào ngày 31 tháng 8 năm 1959. Sân có diện tích 350.000 m². Đây là một trong 10 tòa nhà lớn được xây dựng vào năm 1959 để kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó đã được cải tạo tổng cộng 4 lần. Sức chứa của sân vận động công nhân Bắc Kinh vào thời điểm ấy là 63.095 chỗ ngồi. Sân vận động này có biệt danh là Gongti. Tháng 7 năm 2020, sân vận động này bị phá hủy để xây dựng sân vận động công nhân mới hiện đại hơn. Sân vận động mới hoàn thành vào tháng 8 năm 2023 và vẫn là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh Quốc An. Trận chung kết AFC Asian Cup 2007 diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2007 trên sân vận động Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Iraq đã đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, trong trận đấu có 60.000 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động Gelora Bung Karno được bắt đầu xây dựng vào ngày 8 tháng 2 năm 1960 và chính thức hoàn thành vào ngày 21 tháng 7 năm 1962. Sức chứa ban đầu của sân vận động lên đến 110.000 khán giả. Gelora Bung Karno nổi tiếng với mái che hình vòng tròn khổng lồ, hay còn gọi là Temu Zelang, được thiết kế để che nắng cho khán giả và tăng sự hùng vĩ của sân vận động. Để tổ chức AFC Asian Cup 2007, từ năm 2006, sân vận động này đã được cải tạo bằng việc lắp đặt thêm một số ghế đơn trên khán đài. Sức chứa của sân vận động này ở thời điểm diễn ra Cúp bóng đá châu Á 2007 là 88.306 khán giả. Trận chung kết AFC Asian Cup 2011 diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2011 trên sân vận động quốc tế Khalifa tại thành phố Al Rayyan của Qatar. Nhật Bản đã đánh bại đội tuyển Úc với tỷ số 1-0, trong trận đấu có 37.174 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động quốc tế Khalifa được xây dựng vào năm 1976 và nằm cách trung tâm thành phố Doha 10 km. Tên của sân vận động được đặt theo tên của tiểu vương Qatar Khalifa bin Hamad Al Thani. Ở thời điểm Asian Cup 2011 diễn ra, sân vận động này đã trải qua 2 lần cải tạo nâng cấp. Trong đó lần cải tạo từ năm 2003 đến 2005, một mái che vải lưới cáp hoàn toàn mới được lắp đặt trên khán đài phía Tây. Trong khi ở khán đài phía Đông, một vòm thép lớn được bổ sung với các thiết bị chiếu sáng lắp đặt trên đó. Sức chứa của sân vận động quốc tế Khalifa tại Cúp bóng đá châu Á 2011 là 40.000 khán giả. Trận chung kết AFC Asian Cup 2015 diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2015 trên sân vận động Australia tại thành phố Sydney của Úc. Đội chủ nhà lần đầu tiên vô địch sau khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-1, trong trận đấu có 76.385 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động Australia nằm trong công viên Olympic Sydney, ở phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales. Được xây dựng để trở thành trung tâm của Thế vận hội Olympic Sydney 2000.
Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 1996 và chính thức hoàn thành vào ngày 6 tháng 3 năm 1999. Với kinh phí xây dựng 690 triệu đô la Úc, không có sân vận động ngoài trời nào khác được sử dụng cho Thế vận hội lớn hơn sân vận động Australia vào thời điểm nó mới được hoàn thành, khi sức chứa của nó đạt tới 110.000 chỗ ngồi. Sân vận động này đã được tái phát triển trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, bao gồm việc giảm sức chứa và chuyển mặt sân thành hình bầu dục để có thể thi đấu bóng đá kiểu Úc. Sức chứa hiện tại của sân vận động Australia là 82.000 khán giả. Được thiết kế đặc biệt cho môi trường độc đáo của Úc, sân vận động có mái che bao phủ phần lớn khán giả. Nằm trên một cấu trúc vòng khổng lồ, mái che có diện tích 3 hectare, được làm từ polycarbonate mờ, tạo điều kiện lý tưởng cho các sự kiện diễn ra dưới sân. Trận chung kết AFC Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 trên sân vận động J-Sport City tại thành phố Abu Dhabi của UAE. Đội tuyển Qatar lần đầu tiên vô địch sau khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-1. Trong trận đấu có 36.776 khán giả theo dõi trên khán đài sân vận động. Sân vận động J-Sport City được bắt đầu xây dựng vào năm 1974 và được hoàn thành vào năm 1980 với chi phí xây dựng 550 triệu dirham các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nó đã trải qua hai lần cải tạo nâng cấp vào các năm 2009 và 2017. Sân vận động này đạt tiêu chuẩn của FIFA, có thể tổ chức các trận đấu ở những cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới. Thiết kế bên ngoài của sân vận động có các vòm mang tính biểu tượng được xuất hiện trong logo của sân vận động, cũng như trên tờ tiền 200 dirham các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sức chứa của sân vận động J-Sport City tại AFC Asian Cup 2019 là 43.206 khán giả. Lễ khai mạc và trận khai mạc của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 trên sân vận động Lusail, nơi từng diễn ra trận chung kết của FIFA World Cup 2022. Chỉ có 2 trận đấu diễn ra tại sân vận động Lusail trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023, cũng là 2 trận đấu đặc biệt nhất. Đó là trận khai mạc và trận chung kết vào ngày 10 tháng 2 năm 2024. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại thành phố Lusail, cách thủ đô Doha 15 km về phía Bắc, và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, với kinh phí xây dựng 767 triệu đô la Mỹ. Sân vận động được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc bát Hồi giáo cũng như kiến trúc địa phương. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của nó giống như một cái bát khổng lồ màu vàng. Mặt tiền sân Lusail có hình dáng như một chiếc bát trà là, được tạo thành từ nhiều mảnh hình tam giác phức tạp lấy cảm hứng từ đèn Qatar cũ. Tổng cộng, mặt tiền sân vận động Lusail có 4.200 tấm nhôm hình tam giác với tổng diện tích 60.000m². Các hình tam giác này tạo ra một bức màn đục lỗ cho phép ánh sáng chiếu vào các phòng chức năng bên trong. Thiết kế mái sáng tạo giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của sân vận động. Máy lưới cáp hình bánh xe nan hoa có đường kính 307m, một trong những máy lưới cáp kéo lớn nhất thế giới trong một sân vận động, mang lại sự thân thiện với môi trường, đồng thời thống nhất toàn bộ sân vận động dưới một lớp vỏ duy nhất. Vòng căng bên ngoài của nó được kết nối với vòng căng trung tâm bằng một hệ thống cáp phức tạp. Phương pháp này tạo ra một mái nhà rộng mà không cần các cột hỗ trợ. Màng mái có diện tích 45.000m², được tạo thành từ hàng trăm cấu trúc hình kim cương. Khán đài Lusail có 2 tầng, được lắp đặt ghế đơn mang những màu sắc của cát sa mạc. Với sức chứa 88.966 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất khu vực Trung Đông. Vào ban đêm, một hệ thống chiếu sáng tiên tiến sẽ tối đa hóa sự tương tác của ánh sáng và các khe hở ở mặt tiền, mô phỏng ánh sáng của đèn lồng để chào đón người hâm mộ.